Nằm ngay giữa ba trung tâm du lịch nổi tiếng cả nước, cách Nha Trang 100 km, Phan Thiết khoảng 130 km và Đà Lạt khoảng 110 km, Ninh Thuận không chỉ sở hữu cho mình hơn 100 km bờ biển tuyệt đẹp mà còn mang đậm nét văn hóa Chăm từ ngàn xưa, cùng nhiều danh thắng và các điểm tham quan nổi tiếng như vườn nho Ninh Thuận, tháp Bột Lòng Gà Rai, đồi cát Nam Cương, đồng cừu An Hòa, biển Ninh Trữ, Vịnh Vĩnh Hy, vân vân. Với lợi thế về địa hình và thiên nhiên ưu đãi, Ninh Thuận đang trên đà phát triển mạnh, trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong tương lai. Tại Chăm Village không đơn thuần chỉ là một nơi để ở, mà cư dân tại đây còn được tận hưởng nhiều tiện ích đẳng cấp như khu dân cư, chung cư và các nhà liền kề phố được thiết kế với phong cách hiện đại, ban công thông thoáng và vỉa hè rộng. Shop House thuận tiện cho các loại hình kinh doanh buôn bán và dịch vụ. Khu công viên nội khu với chủ đề thế giới hoa, kèm theo các tiện ích vui chơi thể thao dành cho cả người lớn và trẻ nhỏ, cùng với mảng cây xanh mát với 3 phần khu trồng cây chủ đề, là nơi lý tưởng cho cư dân có thể tận hưởng và trải nghiệm không gian trong lành giữa lòng thành phố. Đáng kể đến là tiện ích hồ bơi nội khu được thiết kế không gian mở, rộng thoáng, cùng những bờ cong uốn lượn xung quanh trồng đầy cây xanh, mang đến cho cư dân những phút giây thư giãn, nghỉ dưỡng tuyệt vời ngay tại nhà. Đặc biệt, sân chơi thể thao tennis được đầu tư kỹ lưỡng nhằm phục vụ đam mê thể thao đẳng cấp cho cư dân của dự án, cùng nhiều tiện ích khác như gần chợ, bệnh viện, các điểm du lịch, vân vân. Cũng như hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, biển Chăm du lịch trở thành nơi đáng sống nhất tại Ninh Thuận, một siêu dự án ngay tại trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, hứa hẹn sẽ gây tiếng vàng trên thị trường bất động sản khu vực. Chăm Village tọa lạc tại vị trí đắc địa với mặt tiền kéo dài tại đường Bác Ái, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, dễ dàng kết nối quốc lộ 27 với đường Đà Lạt và Ninh Thuận, sát bên ga Tháp Chàm và điểm du lịch tháp Bột Lòng Gà Rai. Kết nối tuyến đường 08 vào khu vực trung tâm thành phố Phan Rang, bệnh viện, trường học và các điểm du lịch của địa phương. Chỉ mất 5 phút để đến quốc lộ 1A đi các tỉnh và chỉ 15 phút để đi đến các bãi biển Bình Sơn, Ninh Trữ tuyệt đẹp ngay tại trung tâm thành phố, cũng như vô cùng thuận tiện khi di chuyển về phía bắc đến sân bay quốc tế Cam Ranh và các bãi biển đẹp như biển Vĩnh Hy, Bình Tiên, Bình Hưng, về phía nam đến Mũi Dinh, Mũi Né. Đặc biệt, Chăm Village nằm sát bên sân bay Thành Sơn, hiện đã được phê duyệt và sẽ triển khai kế hoạch thành sân bay quân sự kết hợp dân sự trong thời gian tới. Cách ngay khu dự án chỉ 3 km sẽ là một lợi thế giao thông thuận tiện kết nối Ninh Thuận với cả nước. Dự án Chăm Village sẽ là điểm nhấn ngay đầu cửa ngõ sân bay tiến vào. Với vị trí độc tôn, phồn vinh, hưng thịnh, khả năng sinh lợi cao trong tương lai, sở hữu lâu dài, Chăm Village không chỉ mang đến cho bạn một dự án đẳng cấp để ở, mà còn là dự án tăng trưởng phồn thịnh bậc nhất hiện nay tại Phan Rang Tháp Chàm, là nơi đầu tư cho quyết hàng gửi trọn niềm tin. Chăm Village cùng bạn bước đến sự phồn vinh.